Xin chào tất cả anh em. Thì trong cái clip ngày hôm nay mình đưa tới các bạn một cái thông điệp là VPN client to site trên cái thiết bị firewall SATCOM. Nó sử dụng cái giao thức SSL cũng tương tự giống như những cái thương hiệu khác thôi, là Fortinet, Cisco, Juniper, Palo Alto. Tuy nhiên đó, đối với SATCOM nó có cái điểm gì khác biệt mà chúng ta sẽ đầu tư, ngoài cái chuyện là giá cả ra, đúng không? Và chúng ta còn có những cái lợi ích gì? Thì bây giờ mình sẽ có cái kịch bản này, chúng ta có 6 cái. Là thứ nhất là VPN không cần nhiều thao tác phức tạp, mà mình sẽ thể hiện nó cho các bạn xem ngay trong cái video này. Đầu tiên chúng ta truy cập vào một cái trang mình thường dùng là cái địa chỉ IPv1 để mình làm VPN luôn, đúng không? Thì các cái thiết bị khác đều giống như nguyên lý chứ không riêng sản phẩm cả. Thì đây là cái trang login của VPN Support, nó thông qua một cái giao diện web luôn, chúng ta không cần phải mở cái phần mềm gì lên cả. Như vậy là chúng rất là đơn giản, web thì hầu hết thiết bị nào cũng có. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gõ nghiệm admin trong một cái bài, cái đây là cái password thôi. Tuy nhiên là anh em sẽ thấy này, mình sẽ công bố luôn cái password cho các bạn biết cái username mình của mình nó còn cái password nó xuất biết ra cả mọi bạn đây, cái password của mình đây. Mình không ngại cho các bạn biết password luôn. Rồi chúng ta sẽ thấy là ở cái yêu cầu đầu tiên là đơn giản rồi, truy cập không có gì phức tạp cả, các VPN quá đơn giản. Thứ hai là xác thực portable token. Lý do tại sao mà mình cho các bạn biết password luôn, tại vì mình không có sợ, mình xác thực thông qua token portable, có nghĩa là mã code. Ở đây là mình sử dụng cái Google Authent để mình xác thực, và cái này nó không có tính license. Ok, và mình đăng nhập vào. Nói thêm nữa là đối với cái OTP này, chúng ta nếu mà người dùng họ mất điện thoại hay họ quên đó, thì mình phục hồi rất là dễ. Mình truy cập vào trong con firewall phần VPN này, chúng ta xuống cái phần local user này, đây, OTP đi mình cần, chúng ta sẽ thấy là user nghĩa pin này, mình chỉ cần xóa đi là nó sẽ cấp lại cái mã QR code cho cái người dùng để họ quét lại cái mã OTP trên cái điện thoại mới. Rồi thì sau khi truy cập xong, chúng ta sẽ thấy là đây là các cái nguồn tài nguyên mà cái user nghĩa pin được phép truy cập khá là nhiều. Cái yêu cầu, cái kịch bản thứ hai là mình đã đáp ứng được, đúng không? Cái kịch bản thứ ba là user này là đến từ đâu, đến từ LDAP Adder Server. Đúng vậy, cái user này là mình lấy từ cái con server LDAP chứ không phải là nằm user local nằm trên cái con firewall, thì mình đã cấu hình nó đó, mình đã có làm nó trong này. Và khi mà mình kích vào dạng, mình sẽ có một cái con server LDAP mình cấu hình, nó khá là đơn giản, chúng ta không cần phải bớt phức tạp, chúng ta có những thông số cấu hình như vậy. Và trong cái phần này mình sẽ đồng bộ user từ cái con header trở vào, ví dụ inbox user đây, mình sẽ chọn phần user mình muốn đồng bộ ở cái thư mục nào, thì chúng ta sẽ tăng lát và mình đồng bộ cái phần user trong này. Ok, rồi mình inbox vào trong cái con server header. Và mình sẽ xem kỹ lại một tí xíu nữa, tại vì mình có chỗ mình chưa nói. Mình import và add vào cái group nào, group LDAP. Vậy thì mình qua cái phần local user đây, mình sẽ thấy những cái user nào đã được import vào đây, group LDAP. Và để import vào cái cây user đây là những cái mà nó đã import vào đây, user trong cái con header. Và tí nữa mình sẽ thể hiện cái con server đó xong. Ok, mình sẽ đi qua xác thực LDAP và mình cũng đáp ứng được, và một nhân viên chỉ truy cập được một ứng dụng duy nhất. Ok, chúng ta có thể phân loại ra nhân viên chỉ cho phép một cái quyền hạn duy nhất và một cái ứng dụng cụ thể nào thôi. Ví dụ user nghĩa bên này chỉ được phép truy cập vào cái con server là 10.1.67 và ứng dụng là HTTPS, nghĩa là web ứng dụng web. Vậy thì mình sẽ thử này, khi mà đang có VPN này mình sẽ bật cái SIMD lên và chúng ta sẽ có cái IP config. Đây là cái địa chỉ của cái mạng LAN tại nhà của mình. Mình sẽ pin ra con server 10.1.67, mình pin là không cho phép này, tại vì ứng dụng này là không có nằm trong cái quyền hạn của user nghĩa pin. Mà nếu mà chúng ta mở HTTPS cái ứng dụng web và chúng ta truy cập 67 thì được hay không, các bạn sẽ thấy là truy cập được ngay. Ok, chúng ta đây là mình vào con server của mình.
Và các bạn sẽ thấy là con server adder mình đang đặt ở đây và mình có thể mở lên cho các bạn xem cái user của nhiều win như nãy mình đã hứa. Đây là con server của chúng ta. Và hiện tại mình cũng đang lắp, mình mơ rất là nhiều thứ trên đó. Tuy nhiên mình sẽ quan tâm tới cái phần là user Nguyễn Win hồi nãy đồng bộ. Đây, trong cái thư mục user này. Và chúng ta có user Nguyễn Win. Ok, và domain là lab.local, chính xác, đúng không? Và địa chỉ của con server 10.0.1.2, đây là địa chỉ của nó. Và cái điều kiện này chúng ta có thể đáp ứng. Và cái kịch bản thứ năm là một nhóm nhân viên truy cập và một nhóm ứng dụng. Ok. Mình sẽ xem cái thực hiện cái việc đó. Ví dụ trong cái nhóm nhân viên mình sẽ tạo một cái nhóm nhân viên mới group. Mình sẽ tạo một cái group, ví dụ là new group. Đây là một nhóm user mới nè. Rồi mình nạp vào đâu, mình nạp vào không có thông qua cái group này được, đây là một cái group độc lập luôn. Rồi chúng ta sẽ thấy là add group có nghĩa là một cái quyền hạn rồi đó. Thì cái này phần này mình sẽ add sau, mình sẽ tạo mới mới trước cái group user ra. Sau khi có cái group user mới này, mình vào trong cái group này, mình tạo một cái user chẳng hạn, user 1 password. Sau đó CLS để mình có thể tạo tiếp user 2 mà không cần phải thoát ra. Bấm OK. Và trong cái group này mình sẽ có hai user, đại khái là new group thì nó là một, mình đáp ứng cái nhu cầu là một nhóm nhân viên truy cập được một nhóm ứng dụng. Thì đây là một nhóm nhân viên rồi này, thì được phép truy cập một nhóm ứng dụng thì mình sẽ phân ở đâu. Ví dụ như là ở phần ứng dụng này mình đã phân ra ba nhóm: nhóm Sanford Device, nhóm Cisco Device và nhóm Elfit Device. Đối với cái user Nguyễn Quốc Vinh này, mình truy cập được cả ba nhóm Sanford, Cisco và Elfit. Thì bây giờ mình chỉ cho cái nhóm mới này truy cập được vào Elfit thôi. Ok. Vậy thì mình sẽ qua đây, mình sẽ bấm Add. Mình tạo thêm một cái chính sách mới. Đây có thể mình hiểu lại policy đó là dành cho new group. Select user thì đây là nhóm user là new group. Thì nhóm này chỉ được phép truy cập vào Elfit. Mình kích vào Elfit mình bấm OK và mình bấm OK. Đơn giản như vậy là xong. Đó là cái sự phân quyền. Rồi giờ mình thông qua VPN này, mình log out ra. Sau đó mình re-login lại. User 1. Rồi ngay từ lần đầu tiên nó sẽ bắt cái người dùng thay đổi mật khẩu theo ý của họ. Đây là một cái điểm cũng hay đối với sản phẩm. Ok. Mình thay đổi cái phím mà nó không có mắt. Rồi, đó rồi. Rồi sau khi thay đổi xong thì mình được phép vào, và các bạn sẽ thấy là chỉ được phép truy cập vào Elfit. Chỉ có hai con Elfit ở đây và chúng ta không truy cập được những cái con khác. Ví dụ như bây giờ mình log out ra và mình reconfig lại với cái user 2 thì sao? Ok, chúng ta cũng chỉ thấy Elfit và không thấy những cái resource khác. Rồi, có nghĩa là không cho phép truy cập những cái nguồn tài nguyên khác. Vậy là chúng ta đáp ứng được cái yêu cầu này luôn. Ok. Và chúng ta tạo một cái user mình được phép truy cập toàn bộ các cái lớp mạng bên trong luôn. Vậy thì mình có thể làm ở tại cái phần này. Mình sẽ tạo ra một user mới. Có thể sử dụng user LDAP cũng được, từ con server LDAP, hoặc là tạo một con server mới cũng được được luôn. Chúng ta click vào trong cái người user này.
và chúng ta có thể có phần rule phía dưới này mình tạo ở trong này luôn cho nó khỏe, thay vì mà mình ra ngoài kia mình tạo, thì chúng ta tạo cái đây là any chẳng hạn, và trong này thì chúng ta sẽ phần resource này chúng ta chọn hết on resource, có nghĩa là truy cập hết toàn bộ, như vậy là xong. Và tuy nhiên là mình không làm cái việc đó tại vì user nghĩa viên là được phép truy cập toàn bộ rồi, tại vì đó là mình mà mình làm cái này. Dạ, điều kiện này cũng đáp ứng. Vậy thì thông qua các cái kịch bản mà mình đã chuẩn bị thì hầu hết là các cái yêu cầu của người dùng là nó được, cái VPN client to side của Safari nó được đáp ứng cả. Không những thế, nó đáp ứng và cái sự bảo mật và cái sự chi tiết, độ ổn định cũng như sự đơn giản, hiệu quả trong sử dụng. Các bạn sẽ thấy độ bảo mật đến mức mà nó cho phép một cái ứng dụng cụ thể luôn, chứ không phải là cho phép truy cập vào một cái địa chỉ IP, một cái lật mã. Đúng không? Nó, và cái thứ hai nó phân quyền theo group user các kiểu. Cái thứ ba là nó có thể lấy đồng bộ user từ những cái con máy chủ chứ domain. Thì những cái mà mình tóm tắt lại nó cũng nằm trong 6 cái kịch bản này thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái clip này, và nếu có bất kỳ một cái câu hỏi nào hãy liên hệ tới nhóm kỹ thuật hoặc là đội ngũ sale của công ty Innotel. Mình rất hân hạnh được phục vụ các bạn.